Trái lá mai do úng rễ, do khuẩn, anh chị em chúng ta kiểm tra ha. Bây giờ mình sẽ bư kiểm tra cái cây này nè anh em. Giờ mình sẽ bư hết cái bộ rễ ra, mình xem cái bộ rễ nó có phát triển hay không, trong giá thể nó có xanh nấm hay không. Thì cái chất trồng mình là do cắm dừa cũ cho nên nó xanh ra nấm đó anh em. Và những cái đầu rễ là nó có nhiễm khuẩn và nó nhiễm nấm cho nên là bây giờ nó bị đen hết nè. Mình pha Gigumin Atonit và A1 để mình tưới cho anh em mình nhìn thấy nó rõ nè. Những cái rễ cám nó không có phát triển mà nó đen, nó quéo hết trơn anh em mình ha. Thì khi mà mình kiểm tra như vậy thì mình xác định là do cái giá thể cũ và nó xanh nấm cho nên là cây nó suy. Và khi nấm như vậy thì nó vẫn có khả năng là xanh ra nấm khuẩn à. Cho nên là ở dưới thì mình tưới Gigumin để nó khử nấm cũng như là tưới kích rễ, kích thích sinh trưởng. Phần ở trên á, thì mình sẽ phun á, là diệt nấm và khuẩn à. Nhớ anh chị em mình ha, là phải có khuẩn mới được nha. Và sau đó khi mà mình lắp cắm dừa mới lên á, thì mình lại tiếp tục tưới một lần nữa để xác định được rằng á, là nó khử nấm cho cái giá thể mới này luôn. Nó thì anh em mình có thể xử lý như thế này. Sau 5 ngày thì tưới lại một lần nữa. Sau 4 tuần thì mình sẽ cập nhật lại xem coi nó có hết trái lá. Để đặt hàng, các bác bấm liên hệ hotline 0931 330 884 hoặc bấm vào link trong phần bình luận hoặc bấm vào nút hướng dẫn đặt hàng để được miễn phí ship nhé.